Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ghi nhận ngày đầu thực hiện phân cấp đăng ký cấp biển số xe tại các xã. Doanh nghiệp nhiều biện pháp quan tâm chăm lo cho người lao động. Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Hiệu quả từ mô hình trồng dưa lưới theo phương pháp hữu cơ. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao ảnh hưởng lớn đến người chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Cù Thị Thêm tại thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Dự lễ khánh thành có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Gia đình bà Cù Thị Thêm là gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, con cảnh khó khăn về nhà ở. Theo đó, để giúp gia đình bà Thêm ổn định cuộc sống, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã hỗ trợ gia đình bà 50 triệu đồng để xây nhà. Ngôi nhà được khởi công từ tháng 4 năm 2022. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 75m², ước tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, kịp thời giúp gia đình bà Thêm ổn định cuộc sống. Sáng ngày 20 tháng 5, Hội Doanh nghiệp huyện Văn Giang tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự đại hội có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp huyện Văn Giang đã làm tốt công tác thu hút phát triển hội viên. Đến nay, hội đã thu hút sự tham gia của 45 hội viên. Cùng với chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nghiệp huyện Văn Giang còn quan tâm đến việc tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo như tham gia chương trình sóng và máy tính cho em, tích cực ủng hộ quỹ chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vaccine trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang đã yêu cầu hội tích cực tiếp cận hơn với thông tin về pháp luật thị trường công nghệ, kinh nghiệm quản lý, nguồn vốn, đồng thời tuyên truyền để các hội viên của hội thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cộng đồng doanh nghiệp và các hoạt động xã hội từ thiện, phấn đấu mỗi năm kết nạp được từ 15 đến 20 hội viên mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 15 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 20 tháng 5, Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị ban chấp hành nhằm tổng kết công tác hội trong thời gian qua và chuẩn bị nội dung cho đại hội nhiệm kỳ tiếp theo. Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên thành lập năm 2017 với vai trò là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân của tỉnh trên mặt trận kinh tế. Từ khi thành lập đến nay, hội đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết giữa các thành viên để cùng nhau hỗ trợ, hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Tại hội nghị ban chấp hành lần này, bên cạnh việc tổng kết lại công tác của hội trong thời gian qua, các đại biểu cũng cùng nhau trao đổi, thảo luận những nội dung quan trọng để chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây. Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có việc sản xuất kinh doanh và đời sống của công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Ngoài việc linh hoạt điều chỉnh kế hoạch phục hồi sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp thiết thực, quan tâm cả về vật chất và tinh thần cho người lao động. Điều này không chỉ góp phần giữ chân người lao động mà còn nhận được sự chia sẻ, đồng hành từ phía người lao động. Phản ánh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Ngọc Tề. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Dây Ngọc Tề tổ chức tặng thưởng vàng cho cán bộ công nhân người lao động có thời gian làm việc 10 năm tại công ty. Mỗi người được tặng một chỉ vàng có giá trị 5 triệu 700 nghìn đồng, khiến ai cũng phấn khởi. Nhận được vàng của công ty, em rất là phấn khởi, rất là vui. Và chắc chắn là mình sẽ cống hiến cho công ty nhiều hơn nữa. Làm ở đây 10 năm rồi, thấy là lương thưởng của công ty là rất đảm bảo. Chế độ thưởng Tết, ngày lễ rồi là chế độ con nhỏ, nói chung là đầy đủ hết. Trong chiến lược sản xuất kinh doanh, chúng tôi luôn coi nguồn nhân lực có vai trò quan trọng và là sự thành công của công ty. Thời gian vừa qua, mặc dù dịch bệnh nhưng vẫn đồng hành, nỗ lực hết mình cùng chúng tôi xây dựng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. Việc tặng thưởng vàng là một trong những hoạt động nhằm vinh danh cũng như tri ân sâu sắc của công ty đối với những cống hiến của công nhân viên. Tặng thưởng vàng cho công nhân người lao động có cống hiến 10 năm tại công ty là việc làm đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề duy trì từ năm 2013.
Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, công ty đã tặng vàng cho trên 2.300 người lao động. Riêng trong năm 2022 này là 385 người được tặng với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, ngoài việc linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đảm bảo đủ việc làm thu nhập, mọi chế độ cho người lao động theo quy định. Công ty còn thường xuyên hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tăng lương thưởng Tết với mức cao hơn mỗi năm. Nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 sớm ổn định cuộc sống, theo quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 93 về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng cho nhiều đơn vị thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối tượng hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động. Cụ thể, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng, người lao động trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng. Thời gian hỗ trợ cho cả hai đối tượng này tối đa 3 tháng, kinh phí thực hiện sử dụng 50% từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp, không vượt quá 70% quỹ dự trữ tài chính đối với ngân sách cấp tỉnh. Cơ chế hỗ trợ là ngân sách tỉnh 50% và ngân sách huyện là 50% tổng kinh phí hỗ trợ. Trường hợp cấp huyện đã sử dụng hết các nguồn kinh phí được phân cấp theo quy định mà vẫn chưa đảm bảo đủ kinh phí để hỗ trợ thì có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ và xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 29 điểm cầu trong và ngoài nước. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tỉnh Sơn La hiện nay có gần 83.000 ha diện tích cây ăn quả các loại, sản lượng hàng năm trên 450.000 tấn, gồm các loại quả như xoài, mận, nhãn. Trong đó, sản phẩm xoài có diện tích 20.000 ha, sản lượng năm 2022 ước đạt 75.000 tấn. Nhiều vùng đã trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm xoài và nông sản tỉnh Sơn La, trao đổi hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng xoài và các sản phẩm nông sản, các tiêu chuẩn đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu. Ở tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản theo hướng củng cố và phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ thông tin kết nối, tiếp cận và mở rộng thị trường, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm. Thông qua các lễ hội, hội chợ, giới thiệu hàng nông sản tiêu biểu ở trong nước và nước ngoài, nhờ đó, việc tiêu thụ nông sản của tỉnh như nhãn cam trở nên thuận lợi và nhiều nông sản của địa phương được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước biết đến. Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở thêm đầu ra bền vững cho các mặt hàng. Tại tỉnh Hưng Yên, các cấp các ngành đã và đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận với kênh bán hàng hiện đại này. Thời gian qua, nhiều nông sản của Hưng Yên như nhãn, vải, cam, bưởi, dưa lưới, mật ong, long nhãn, hà sen, cải đông tảo hoặc các nông sản qua chế biến được bán trên một số sàn thương mại điện tử. Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ tích cực cho các hộ sản xuất, tổ hợp tác xã nông nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường. Các sở ngành liên quan tổ chức kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với các sàn thương mại điện tử để hướng dẫn điều kiện cũng như quy trình đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Được biết, nhiều sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ người dân trong việc thiết lập gian hàng miễn phí và cách thức vận hành đảm bảo thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ. Hiện tại trên sàn đang ưu tiên tất cả những sản phẩm OCOP ở trên sàn để đẩy bán tất cả những sản phẩm có thương hiệu. Để đưa được nông sản lên sàn, Vỏ Sò có hai nền tảng, một là app, hai là web. Đầu tiên là hướng dẫn về đăng sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm và bán trên sàn. Vỏ Sò sẽ hỗ trợ bà con nông dân vận chuyển. Hướng dẫn đưa lên sàn thì bao gồm có tải app đăng ký này,
tài khoản này, sau đó đưa sản phẩm lên sàn. Đối với nông sản tươi thì nó đặc thù một chút, thì chúng tôi sẽ phải đến trước mùa vụ khoảng độ 1-2 tháng. Chúng tôi nghiên cứu xem loại quả đó thu hoạch ra sao, vận chuyển như thế nào, đóng gói như thế nào. Sau đó kết hợp với cái mạng lưới vận chuyển của chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm, 75 năm rồi. Thì chúng tôi sẽ hoàn thiện lại cái quy trình đóng gói cũng như là vận chuyển. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông sản hữu cơ không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đang là quy trình sản xuất tư lưới của gia đình bà Hoàng Thị Tiền, thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Mô hình sản xuất này đã đem lại thu nhập khá cho gia đình. Đến nay, gia đình bà Tiền đầu tư trên 4.000 m2 hệ thống nhà màng nhà lưới bằng khung thép, bao quanh được che bằng ni lông lưới chắn côn trùng mưa gió. Có hệ thống điều khiển tưới nhỏ giọt tự động dẫn đến tận gốc. Quy trình sản xuất tuần hoàn khép kín cùng kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ đã giúp vườn dưa lưới của gia đình bà luôn sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm, sản lượng dưa lưới của gia đình bà Tiền thu được đạt trung bình từ 20 đến 25 tấn quả. Nhờ khẳng định được thương hiệu với chất lượng sản phẩm thơm ngọt, an toàn, mẫu mã đẹp, nên việc tiêu thụ dưa lưới của gia đình bà Tiền rất thuận lợi. Các sản phẩm thu hoạch đến đâu đều được công ty cổ phần Minh Hải ở tỉnh Hải Dương và các thương lái ở thành phố Hải Phòng thu mua tới đó, với giá bán tại vườn dao động từ 35 đến 45.000 đồng một kg, trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng. Nhiều trang trại chăn nuôi hiện nay chưa quan tâm xử lý chất thải chăn nuôi dẫn đến ô nhiễm môi trường, lãng phí nguồn phân. Có một trang trại nuôi lợn quy mô lớn đã làm xử lý tốt ô nhiễm môi trường, tận dụng được nguồn phân hữu cơ và đặc biệt không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Trang trại của anh Bùi Văn Dũng ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Đây là trang trại chăn nuôi quy mô lớn với 200 con lợn nái và 2.000 lợn thịt nằm ở xa khu dân cư. Trước đây mỗi ngày, trang trại thải ra môi trường hàng tấn chất thải, dù có xử lý qua hầm bioga nhưng luôn quá tải và vẫn gây ô nhiễm. Để xử lý tình trạng này, năm 2019, anh Dũng đã đầu tư trên 100 triệu đồng để mua máy tách phân và hệ thống xử lý nước thải cho toàn bộ trang trại. Đến nay, việc xử lý chất thải của trang trại rất hiệu quả, khắc phục được tình trạng ô nhiễm. Thứ nhất là mình thu gom được cái phân cho cây bón ăn này rất là tốt, cộng thêm là nó vấn đề môi trường nó sẽ sạch hơn và cái vật nuôi của mình là nó cũng không bị ảnh hưởng. Từ năm khi Việt Nam mình có dịch tả châu Phi thì cái trang trại như tôi chưa bao giờ bị. Toàn bộ chất thải chuồng trại sẽ được gom tập trung lại một bể lắng, sau đó bơm chất thải lên máy ép. Chất thải sau khi ép khô sẽ được thu hồi lại và có độ ẩm dao động từ 60 đến 70%, dễ dàng đóng bao và vận chuyển. Phần nước sau khi được ép tách sẽ được đưa trực tiếp vào bioga. Sau khi toàn bộ chất thải rắn được thu hồi thì lượng nước còn lại, bioga sẽ xử lý nhanh hơn và không còn tình trạng quá tải các hầm bioga. Khi cái phân gom vào một cái bể, cái bể thì nó ra qua ra hai cái bể lọc nữa, xong rồi sang cái bể bioga, xong một cái bể ga qua một cái bể lọc nữa rồi mới ra bên ngoài. Cần bã lại thì mình tách ra thành phân nữa, còn nước nó ra nó trong. Trung bình mỗi năm, trang trại của anh Dũng xử lý tách được gần 20 tấn phân khô, thu về trên 100 triệu đồng. Tất cả số phân này đều được các trang trại trồng trọt đến thu mua để bón cho cây trồng, vừa tiết kiệm lại có được sản phẩm an toàn, cải tạo đất tốt. Tôi thường xuyên mua phân này để bón cho cây ăn quả, cam, chuối rồi là nhãn. Thì bây giờ phân đạm nó đang đắt, thì tôi thấy phân này rắc nó hiệu quả hơn. Cây trồng xanh đẹp mà dễ phát triển, hàng năm tôi phải lấy đến 500 bao. Hiện nay các ao hồ xung quanh trang trại của anh Dũng đều không bị ô nhiễm. Việc tách phân đã góp phần khép kín quy trình xử lý chất thải chăn nuôi. Vì vậy, đàn lợn của trang trại cũng khỏe mạnh, không bị dịch bệnh. Mỗi năm trừ chi phí, trang trại cho thu lãi trên 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, sản thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Mặc dù người nông dân vẫn có lợi nhuận nhờ giá bán gia súc gia cầm ổn định, nhưng không khỏi lo lắng nếu sản thức ăn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Anh Phạm Văn Phương ở thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ vừa là đại lý cám thương hiệu Pickmark. Theo bảng giá niêm yết của các công ty, giá cám đang dao động trong khoảng từ 330.000 đồng đến gần 470.000 đồng một bao 25 kg, tăng so với đầu tháng 4 khoảng 10.000 đồng một bao. Thì đầu năm bây giờ là lên 4 lần rồi, lần gần đây nhất là đầu tháng 5 này, tất cả công ty đều lên, tổng 4 lần đã lên 340.000 một bao rồi. Theo cái đà tình hình các công ty dự báo này khả năng là tiếp tục tăng tiếp nữa. Như bao này tôi năm ngoái tôi bán là 250,
Thế bây giờ tôi phải bán là 355, tức là lên hơn 100.000 một bao. Hiện nay, một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục có thông báo tới khách hàng về kế hoạch tăng giá thêm một lần nữa vào cuối tháng 5 này. Giá thức ăn chăn nuôi tăng do nguyên liệu nhập khẩu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngô, tàu ăn, khô đậu nành hay một số phụ phẩm tăng. Giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng hiện giá gia súc gia cầm không tăng và vẫn ổn định, dao động trong khoảng 53 đến 55 nghìn đồng 1 kg lợn hơi, đã khiến người chăn nuôi rất cẩn trọng khi duy trì đàn lợn. Nhà tôi có lợn nái mà đẻ ra, xong mình nuôi lợn thịt ý, thì là mỗi con nếu như mà giá cám mà bây giờ bán bây giờ chỉ được 1 triệu. Với mô hình quy mô hơn 2 mẫu, 3 chuồng nuôi lợn, gồm 20 con lợn nái, 180 con lợn thịt và 100 con lợn con. Mỗi lứa lợn, bà Trung xuất chuồng, trừ chi phí vẫn thu lãi 180 triệu đồng. Tuy nhiên, đứng trước thực trạng giá thức ăn chăn nuôi có khả năng tiếp tục tăng và rủi ro giá lợn hơi giảm thì người nông dân rất có thể sẽ thua lỗ. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay ngày 21 tháng 5, Công an tỉnh Hưng Yên triển khai phân cấp đăng ký cấp biển số xe cho công an cấp huyện, cấp xã theo thông tư số 15 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Từ ngày 21 tháng 5, thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an có hiệu lực, trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Việc phân cấp công tác đăng ký xe cho công an cấp huyện và công an cấp xã là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí. Ghi nhận tại xã Long Hưng, Nghĩa Trụ, Xuân Quan, huyện Văn Giang, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, trong ngày đầu tiên thực hiện việc đăng ký cấp biển số, đăng ký xe máy trên hệ thống tại cơ sở, các chủ xe đăng nhập vào cổng dịch vụ công, khai thông tin vào tờ khai điện tử và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn qua thư điện tử hoặc tin nhắn để làm thủ tục tại cơ quan đăng ký xe. Với việc phân cấp đăng ký biển số xe, người dân sẽ thuận tiện hơn, đồng thời giảm áp lực cho công an các cấp. Đăng ký ở xã này thì là rất thuận tiện và tiện lợi cho mọi người, không cần phải đi xa nữa. Chúng tôi xác định rằng để lực lượng công an gần dân nhất và thân thiện với dân nhất, thế do vậy mà những cái dịch vụ gì của người dân cần thiết đối với người dân thì sẽ phục vụ nhân dân với trách nhiệm cao nhất. Thì chính vì vậy cho nên là lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo là phân cấp đăng ký xe đến công an cấp xã để làm sao mà người dân sẽ được hưởng lợi nhiều trong cái công tác đăng ký xe cũng như là cái việc thực hiện xử lý vi phạm của người dân đến tận cấp xã và cấp huyện. Với sự phân cấp đăng ký cấp biển số cho cấp xã thì thẩm quyền của phòng cảnh sát giao thông và công an huyện cũng có sự thay đổi so với trước đây. Theo đó, phòng cảnh sát giao thông đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, sơ mi rơ móc cho tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi phòng cảnh sát giao thông đặt trụ sở. Công an cấp huyện đăng ký cấp biển số xe ô tô, xe máy kéo, rơ móc, sơ mi rơ móc và các loại xe có kết cấu tương tự xe đều trên của cơ quan tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào hiện đang tồn tại hàng trăm vi phạm hành lang giao thông. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Theo thống kê, hiện thị xã còn gần 500 vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, chủ yếu với hình thức như chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, chứa chất vật liệu, tập trung nhiều nhất là ở phường Bần Yên Nhân, phường Tị Sử, phường Nhân Hòa, xã Hòa Phong. Đáng nói là các điểm vi phạm không chỉ nằm trên các tuyến đường phố nhỏ đông người mà còn cả ở những tuyến đường giao thông lớn như quốc lộ 5, nơi có nhiều phương tiện lớn tham gia giao thông. Thị xã Mỹ Hào phấn đấu đến năm 2023 đạt đô thị loại 3. Thiết nghĩ cùng với việc xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang các tiêu chí thì trước mắt cần có biện pháp giải quyết dứt điểm các vi phạm trên. Vừa qua tại nhà thi đấu và tập luyện thể dục thể thao thành phố Hưng Yên đã diễn ra giải vô địch bóng bàn các nhóm tuổi Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong 15 môn thể thao được tổ chức thi đấu trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2022.
Tham dự giải có 12 đoàn gồm 10 huyện, thành phố, thị xã và hai ngành công an quân đội với trên 100 vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Giải được tính theo thể thức vòng tròn tính điểm và loại trực tiếp. Sau 3 ngày thi đấu, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, ban tổ chức đã trao 16 bộ huy chương vàng, bạc, đồng ở các nhóm tuổi và các nội dung thi đấu cho những đội tham gia. Kết thúc giải, giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị thành phố Hưng Yên với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Giải nhì thuộc về đơn vị thị xã Mỹ Hào và giải ba thuộc về đơn vị Văn Giang. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự trong tỉnh xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV.